Xin nồng nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, các nhạc sĩ, các nghệ sĩ và quý khán giả tham dự lễ bế mạc Liên hoan âm nhạc toàn quốc năm 2024 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình tổ chức. Chương trình đang được diễn ra tại nhà hát Phạm Thị Trân và được truyền hình trực tiếp trên kênh NBTV và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Bình. Ninh Bình mang trong mình nhiều trầm tích, lịch sử, phong phú đặc sắc. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa trong những năm qua, trong đó có Liên hoan âm nhạc toàn quốc năm 2024. Sự kiện đặc sắc có sự tham gia của gần 300 nhạc sĩ, nghệ sĩ trong cả nước quy tụ và biểu diễn. Liên hoan cũng là một trong những hoạt động tiêu biểu hưởng ứng trong khuôn khổ Festival Ninh Bình lần thứ 3 năm 2024. Và xin mời đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và nhạc sĩ Trần Nhật Dương sẽ cùng nán lại sân khấu để trao giải B đợt 2 ạ. Và xin tiếp tục công bố tác phẩm đạt giải B tiếp theo sẽ lên sân khấu nhận giải. Xin được chúc mừng tác phẩm Ninh Bình miền đất tiên, nhạc Xuân Bình, trời âm nhạc tỉnh Hải Phòng, thơ Phạm Hồng Điệp. Và tác phẩm Mùa Xuân Viếng Bác, nhạc Duy Anh, tri hội nhạc sĩ Quảng Trị, thơ Nguyễn Đăng Quang. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và nhạc sĩ Trần Nhật Dương tiếp tục trao giải B đợt 2 cho các nhạc sĩ. Quý vị và các bạn, Liên hoan âm nhạc toàn quốc năm 2024 là đợt sinh hoạt nghề nghiệp được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức nhằm biểu dương, quảng bá những tác phẩm, công trình âm nhạc mới, tiếp tục động viên, khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn và đào tạo âm nhạc. Hoạt động này cũng được xem là ngày hội của giới nhạc sĩ và công chúng yêu nhạc cả nước. Các tác giả đã đạt giải B. Và tiếp theo chúng tôi sẽ được công bố giải A cho các tác phẩm tham gia liên hoan. Và xin được chúc mừng tác phẩm Miền Đất Lửa, nhạc Ngọc Tuyết, tri hội nhạc sĩ tỉnh Thái Nguyên, thơ Phạm Hồng Điệp, biểu diễn Minh Thúy. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời Phó giáo sư, tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình lên trao bằng giải thưởng và hoa cho các tác giả.
toàn thể quý vị. Trong những ngày vừa qua, các nghệ sĩ đã tỏa sáng trên sân khấu tại thành phố Ninh Bình, hiền hòa, xinh đẹp và mến khách. Liên hoan đã thành công rực rỡ với rất nhiều các tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp về quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Và liên hoan đã lựa chọn ra được những tác giả, những tác phẩm, những nghệ sĩ tiêu biểu xuất sắc tại liên hoan. Xin những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để một lần nữa chúc mừng tất cả các nghệ sĩ. Vâng, và xin chúc mừng các tác giả đã đạt giải A. Tôi xin được trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và đồng chí Tống Quang Thìn.